Đây là một phim dài được ngắt làm nhiều đoạn, ghi lại cuộc du ngoạn lái xe khứ hồi từ Seattle đến San Diego và trở về. Tổng cộng là 4.000 km, tương đương với 2.500 dặm Anh nhân dịp nghỉ Spring Break năm 2023. Và trong đoạn phim này, được ghi vào trưa ngày 3 tháng 4 năm 2023, sau khi viếng thăm phố Tàu và cầu Cụ Kim Sơn, tức cầu Golden Gate, chúng tôi rời khỏi San Francisco và tiếp tục đi về thành phố Anaheim thuộc quận Cam ở Nam Cali. Chụp hình rồi giờ tiếp tục đi băng ngang cầu luôn nè. Gió quá trời, xuống chụp hình mà gió nó bất luôn, em muốn té luôn đó anh. Mỏng quá, muốn té luôn. Dễ sợ thế. Hồi nãy qua cầu kia là cầu mới, còn cầu này là cầu cũ nè. Loại cầu keo, cái kỹ thuật từ giống giống nhau. Oh. Ủa, Quý có chờ chờ không con? Tại vì trên trên cầu đó. Vậy ba hả? Tại vì ba không biết đường, nó đi vậy thì nó qua vậy con. I think there's a way to go to the turn around. Nhưng mà nãy lúc ba ra nó chỉ cái exit ra ngay đường trở lại thôi. Yeah, I don't know how to get it. No, but maybe I just, you know, it's like a quick response. Like I don't have time to figure out what I see, what I could see. Bà thấy cái đường nào, bà nhà thấy đi được thì bà đi, chứ không có thời gian để mà chần chờ. The time is the same. Actually, ở đây nhanh hơn được mà mười mấy phút, tại bên kia nó đang đụng xe. Google nó chỉ đi ngược lại bên kia đó. I don't know why, but Google chỉ đi ngược lại bên kia. Nhưng mà ba không thấy đường đi bên kia. Ngay chỗ đó nó chỉ đường quẹo ra là vô đây luôn rồi. It's very easy to get on here. It's harder to go around. Đây đồ cũng đẹp quá ha. Đồ tròn tròn tròn. Đây là đi chơi lịch sử của họ làm mì. Mì Quảng Đông hả? À? Mì Quảng. Nhưng mà có nhà giống nhà có Sichuan. Oh. On a spicy van nam mì. Ở đâu? Chắc ở trên đường San Francisco. Oh. Kearney Street. Lạc là cho từng nhà đi ăn. Okay. So we'll try to work that into the plan.
mèo dễ sợ không? Đường ngoằn ngoèo quanh co uốn éo. Canh cũng lâu lắm à. Nè, chụp hình á. Ừ, anh đứng này anh canh thật là lâu luôn. Để dân cũng biết, canh... dân cũng để... người biết chụp hình. Nhờ đúng người á. Cái người chụp có tâm nó thấy khác không? Với lại họ, với không phải anh có tâm không, là anh có tay nghề chụp hình. Ừ. Ừ, cái dạng đó là đi có biết chụp hình. Cái người biết chụp hình là về biết liền à. Người không biết họ cứ cầm máy lên họ bấm nữa. Còn người biết chụp hình họ biết cách canh. Xe kẹt xe chậm 7 phút, 7 tiếng nữa 12 giờ đêm mới tới dưới đó, 12 giờ đêm mới tới hotel. Cầu này cũng ngộ ngộ nè, cầu này 2 tầng. Mỗi chiều 1 tầng. Chiều qua 1 tầng, chiều lại 1 tầng khác. Kiểu cầu lòa lòa.
coi cái map, nói anh chị coi cái này anh đi. Xây nó xuống rồi cái mở lên rồi cái xây lên rồi mở nó tự động. Trời đời khó đẹp không? Chiều nó dọi trên mấy cái cánh quạt tạo điện đó, xoay trắng trắng nhìn thấy đẹp, là xa xa đồi thì cỏ xanh non mà cánh quạt trắng quay nhìn chỉ mấy cái trống trống quay. Cái cụm mây nó trắng trắng giống như bông gòn nè.
em cho bé lên tí xíu, cầm bé nó lên tí xíu. Mấy cái này cao dữ lắm, tại làm sao mình thấy như chuồn chuồn chứ thật ra nó cao lắm anh ha. Ủa hồi nãy như anh còn có lon nước trà cúc uống hết. Em uống hết rồi, tại vì khi em uống em không có để anh uống. Em uống hết còn chút. Nhưng mà còn sao hả? Xung quanh đây là mấy cái đồi cao cao đẹp quá, xa lộ trên đó đó anh được không? Đồi cỏ mà nó xanh, cỏ bông non mà lại có bông vàng, bông cam nhìn đẹp nè. Trên kia là cái xa lộ, ta người ta chạy xe trên đó đó, cao kìa ha. Đẹp dịch này mà nó đẹp, không mấy cái cục bông nhìn đẹp mà. Ánh nắng nó dội lên đồi, đồi cỏ non này đúng là đồi cỏ non nè. Bên đó có mấy cái đốm đen đen đó, chắc là con bò con cừu vậy trên đồi đó, mấy con thú để ăn cỏ kìa. Nghe cái mùi từ xe phêu giống nè, đẹp hơn thiên nhiên ha, công nhận thiên nhiên nó trù phú thôi. Mày nhận rất đẹp, công nhận mấy cái đồ cỏ này đẹp ghê. Mình đi là hồi đó mình đi tháng mấy thôi, trước mình đi tháng mấy không quên rồi. Đi mùa hè không ạ? À, nó không đẹp mà nè, cái này đi đẹp nha. Đúng rồi. Và lúc trước em nói trời, dọc đường chạy trên nhà ở bên đây xong mà đồi trọc mà nó cháy cỏ hết trơn. Em nghĩ là nắng quá nhiều mà chưa bao giờ mình thấy cái cỏ xanh này. Giờ là cứ nhìn trở lại đẹp. Đi giữa mùa mình đi. Thảm cỏ vàng luôn.
công nhận mùa này đi cây cây cỏ đẹp, xanh đẹp quá. Anh không có ngồi gần nói thì mình được. Nói vậy được rồi thì anh nói chuyện tự nhiên thôi. Nói... xa quá nó không có thâu cái âm thanh rõ ràng. Rồi cái này nó hơi flat này, nó gọi là gì? Flat lên rồi. Tắt ha. Ờ, lỗi xa ở đằng xa xa. Cây gì nhiều lắm hả? Nhiều hết trơn. Trên trời mới. Giờ mà cây ly này còn đất quá trời, đâu có đâu quy hoạch hết đâu anh. Cây ly lớn ha ha. Giờ nông trại đâu còn nhiều, tấp nập tấp nập. Trên xe thồ mình giờ khai thác giờ developer tối đa luôn, biết là đất chật không còn chỗ. Mấy cái đồi tiếng nó cùng 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 đó chú ơi thề. Đối diện với đồi cỏ bên đây là ở nhà, nguyên một cái làng, mấy ngôi nhà là mình thấy cái nóc, cái nóc nhà của người ta đó. Ừ. Ở đây dày đặc hết nha, nhà người ta cất san sát nha. Khu dân cư quá trời lớn. Cất san sát ở đây nha, nhiều. Như cái này là cái quy hoạch mới nè. Chơi xe truck xe tải nữa, nó sức không? Không cần xây nhiều mà mình nhìn coi trước mặt là thấy nó rồi, quá trời tải luôn. Dằn, dằn em đâu anh ta? Anh thấy mà làm này cho nó mờ nè, thấy không? Hơi nước còn không? Cái đó, hơi nước hả? Hơi nước ra nó sẽ mờ căm hơi à. Nước thì phải mờ chỗ này. Được rồi em đừng có làm tay hồi nó ố kiến thêm. Em làm tay vô hồi cái dấu nó đầy hết trơn đó. Đó nãy quay lên mấy phần trăm mà nói không làm sao. Thì mở cái này lên. Rồi anh ở lại mình đóng cái cho học. Ồ. Oh, ở đây nó trơn cái gió mà nó thổi á. Trên mặt lộ á, tạt ngang cái giống như bữa hổm bên kia vậy đó con, tuyết á. Vậy nó có làm như là cái băng tuyết khô mà nó bay trên mặt vậy đó. Giống như lúc mà trời lạnh rồi cái tuyết mà nhận mình á, bay ngang mặt lộ. Vậy đây lạnh lắm á. Vậy đêm mà xe tải rần giống như hội chợ vậy. Chứ hội chợ không phải. Chạy hỏi. Bây giờ là đi ngang qua mấy đội xe tải, mấy nhóm xe tải dành hàng ngang hàng dọc quá trời. Chiếc xe tải đó nó đèn nó sáng như là đi hội chợ vậy. Xe đó nó không có cái thùng hả, chỉ cái máy của dầm đá hay gì. Con nó vỗ tay vậy á. Con mới vỗ tay đúng không? Cái gì dân đá lên xe hả? Nghe có ấn tượng tôi quy vỗ tay cũng có làm gì không? Ồ, cái tiếng lên xe hả? Trời ơi, giờ bắt rồi, như xuống dâm một tí hả? Rồi, anh thấy gì vậy? Tắt dâm. Giờ tối rồi, 10 giờ rưỡi tối ngày tháng 4 ngày 3 Tây nè. Bây giờ gần tới thành phố Los Angeles, đang trên đường leo lên đèo, leo lên một cái đèo ở đây xe tải rất là nhiều. Khúc nãy xe tải còn nhiều hơn nữa, quay không kịp sơ ý quên. À,
xe tải nó đang leo dốc nên nó bị đụng cục lại dưới chân đồi á, rất là nhiều xe tải leo không nổi, đụng cục lại dưới xe đối bên đối diện nữa chứ, bên đối diện bên kia nữa trên đồi cao rồi qua hết mấy con trước nó kìa, xe tải trước nó kìa, đó nguyên một đồ quân kéo nãy. Kìa hồi nãy quá đồ trời xe kéo. Tải bên hướng bên kia nè, mẹ quá thôi để nó đi đường ngoài, nó tối rồi để vậy đi đừng có xoay, không có bỡ chiếc mặt coi lại nè. Nó đụng cục nữa nè kìa. Đường êm bớt rồi, nãy đường dằn quá. Êm bớt rồi. Xe tải đụng cục. Bây giờ chắc 12 giờ midnight tới khách sạn ở Santa Ana. Đó anh dài này. Tối quá quay phim không biết thấy được gì không. Mấy anh tải xe tải thì cũng leo núi dữ nha. Chạy tốc độ vận tốc. Tốc mạnh dễ sợ luôn. Phân khối rồi. Các bạn cực mạnh. Xe này. Không biết quay lên có thấy nữa không, tối quá. Em thấy. Ủa sao nãy thì có chiếc xe nó muốn qua mặt mà sao vậy nó? Nó chạy bên hông. Tắt cái đèn để dừng đi, tại sao vậy? Giờ là 12 giờ đêm. Tất nhiên là hôm thứ hai. Bữa nay là ba tây chưa con? Bữa nay là ba tây chưa? Giờ là bước qua ba tây. Đêm thứ hai rồi, bước qua ngày thứ ba rồi. Mới tới được cái chỗ mà theo khách sạn đây. Giờ vô check in vô phòng ngủ. Cái cặp của anh.